Hai, xin chào mọi người. Thời gian vừa qua các bạn thấy là stock đã lên lại rất nhiều, không có phụ công anh em chúng ta mua stock trong suốt thời gian vừa qua. Chứng tỏ tháng 10 vừa rồi là một trong những tháng mà cái quỹ Dow Jones gồm 30 công ty lớn ở Mỹ đây lên nhiều nhất từ năm 1976 cho đến bây giờ. Nó lên được hơn 12% trong cái tháng 10 vừa rồi. Tuy là ngày cuối cùng của tháng 10 nó xuống chút xíu, nhưng mà tổng cộng trong tháng 10 vừa rồi nó lên đến hơn 12%. Quỹ S&P 500 cũng lên được khoảng hơn 7-8%, và cái quỹ Nasdaq cũng lên được hơn gần 4% trong cái tháng 10 vừa rồi. Thời gian qua có rất nhiều người dự đoán, đặc biệt là tháng 9, tháng 10 sẽ là một trong những cái tháng đau đớn nhất khi mà Federal Reserve tiếp tục tăng interest rate lên với cái mức là 0.75% trong suốt thời gian vừa qua, mức tăng lịch sử của cái nước Mỹ, và nó kéo dài 3-4 lần liên tiếp. Ngày mai nha mọi người, vào lúc khoảng 1-2 giờ chiều thì các bạn sẽ thấy là interest rate sẽ tăng lên thêm một lần nữa. Và nhiều dự đoán được đưa ra sẽ là 0.75%, một trong những cái mức cao nhất của Federal Reserve trong suốt nhiều năm qua. Và cũng là lần thứ tư liên tiếp mà Federal Reserve tăng với cái mức cao như vậy. Chúng ta sẽ đón thêm một đợt tăng nữa vào tháng 12 tới đây. Vẫn chưa kết thúc trong cái năm này nha mọi người. Năm tới đây sẽ có thể sẽ tiếp tục tăng lên thêm. Và ngày mai là một ngày rất là quan trọng. Trong suốt thời gian qua có quá nhiều lý do làm cho Federal Reserve sẽ tăng interest rate lên đến mức là 0.75% trong cái tháng 11 này. Đầu tiên đó là cái mức inflation vẫn ở mức rất là cao, 8.2% trong cái tháng vừa rồi. Thêm nữa đó là cái tỷ lệ thất nghiệp vẫn nằm về phía của Federal Reserve, vẫn nằm trong cái mức thấp kỷ lục trong nhiều năm qua, và đây chính là cái điểm tựa của Federal Reserve tiếp tục tăng interest rate lên mạnh tay hơn. Nhưng mà nhiều chuyên gia dự đoán đây có thể là lần cuối cùng nha mọi người, lần cuối cùng mà Federal Reserve tăng mạnh tay như vậy, 0.75%. Con số vẫn chưa quyết định, nhưng mà người ta đã đề xuất ra, rất nhiều người ở trong Federal Reserve là đề xuất đến 0.75%. Chúng ta sẽ xem cái market ngày mai nó sẽ phản ứng như thế nào về cái mức interest rate sẽ được tăng lên bao nhiêu. Và các bạn biết sao không, thời gian vừa qua đúng là market recover lại trong tháng 10 vừa rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất thấp so với là đầu năm 2022 này. Trong đó S&P 500 và Nasdaq vẫn nằm trong bear market. Và mình tin tưởng là ông Jay Powell, chủ tịch của Federal Reserve, đã bắt đầu có một vài cái lo lắng về cái market rồi. Nó rớt rất nhiều trong thời gian qua, và người ta sẵn sàng để mà bán stock nếu mà ông Jay Powell tiếp tục mạnh tay như vậy với market. Ngày mai cái mức 0.75% được nhiều người đề xuất, nhưng mà có thể ông sẽ chỉ tăng lên 0.5% thôi. Điều này có thể thôi mọi người, không ai có thể chắc chắn được hết. Nhưng nếu thực sự ông làm điều này vào ngày mai, có nghĩa là ông đã bắt đầu nhẹ tay. Đây là cái quá trình của nó. Nó lên đến 0.25, 0.5, 0.75% trong vòng nhiều tháng qua. Và đến lần này nếu mà ông giảm nhẹ một chút xíu xuống còn 0.5%, có thể là sẽ không, điều này sẽ không xảy ra. Nhưng mà nếu đợt này tăng lên 0.75%, thì mình nghĩ là tới tháng tới đây, ông Jay Powell sẽ giảm đi một chút xíu, có thể là 0.5% cho cái tháng 12 tới đây, nếu mà ông đã tăng tháng này 0.75% rồi. Và đến tháng 1, tháng 2, tháng 3 của năm tới đây 2023, thì hai lần tăng tiếp theo ông có thể là sẽ chỉ tăng đến 0.25% thôi. Tại vì đến lần này, nếu mà ngày mai ông tăng lên đến 0.75%, thì cái mức interest rate sẽ là từ 3.75 đến 4%. Cho nên nếu mà ở cái mức tăng này thì thêm 3 lần tăng nữa, tháng 12, tháng 1, tháng 2 năm 2023, thì sau những cái lần tăng này interest rate sẽ lên đến là 5%. Một cái mức cao kinh khủng, và mình nghĩ là cái nền kinh tế của Mỹ vào thời điểm này không thể chịu được cái mức interest rate cao đến như vậy. Nhưng mà tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của mình hy vọng là như vậy. Nhưng mà nếu nó không xảy ra thì mình cũng không có làm gì được. Thời gian qua thì mình vẫn tiếp tục gom mua thêm stock, đặc biệt là trong tuần vừa rồi mình mua thêm hai cái stock nữa. Một cái stock đầu tiên đó chính là Apple, thì mình mua Apple vào cái ngày mà nó ra earning và nó rớt xuống đến cái mức giá là khoảng 140 mấy đồng, thì mình nhảy vào mình mua. Vào chiều hôm đó thì sau khi Apple báo cáo earning thì stock của nó cũng bị rớt khoảng hơn 1% nha mọi người. Thì mình nhảy vào mình rút khoảng 10 xe. Nhưng mà cũng may mắn sau khi mình mua với cái mức giá là 143 đồng thì stock của nó lại đi lên trở lại. Vào ngay sau cái ngày mà nó ra earning, nó lên hơn 7%. Rất là kinh khủng. Và hiện tại bây giờ thì mình đã có hơn 50 mấy xe của Apple, rất vui với cái position của Apple vào thời điểm này.
vẫn là một trong những cái position lớn nhất trong cái portfolio này. Với việc mua thêm 10 share của Apple vào ngày thứ 5 tuần trước thì mình đã cộng thêm khoảng hơn 9 đồng tiền dividend vào trong cái portfolio này mỗi năm. Và mình cũng mua thêm 20 share của Intel trong tuần vừa rồi với cái mức giá là khoảng 28 đồng. Dividend yield của nó vào thời điểm mình mua là khoảng 5%. Thì mình cũng cộng thêm được khoảng 28 đồng tiền dividend hàng năm từ các stock của Intel mình vừa mới mua vào này. Tổng cộng là khoảng 37 đồng hàng năm từ những cái stock mình vừa mới mua vừa rồi, tiêu khoảng gần 2.000 đồng với hai cái stock này, Apple và Intel. Và thực sự là mình đã có ý định mua những cái stock này vào trước khi nó ra earnings rồi. Apple, Intel và cả Amazon nữa, mình đã có ý định rồi, mình có kế hoạch trước rồi. Và khi mà mình thấy sau khi nó ra earnings, stock của nó đâm xuống một cái, mình nhảy vào bục liền. Mình không có ý định là mua nó để mà khi mà nó lên lại, ví dụ như ngày thứ 6 đó, mình mua ngày thứ 5, ngày thứ 6, Apple lên được 7-8%. Mình bán là mình lấy lời liền. Nhưng mà mình không có mua những cái stock này vì cái lý do đó. Mình mua Amazon với mức giá là khoảng 94-95 đồng. Ngày thứ 6 hôm đó nó lên đến cái mức giá là khoảng 100 mấy đồng. Nhưng mà mình cũng không bán ra. Mình ý định của mình với những cái stock này là giữ long term. Cho nên là vào thời điểm những cái stock này trong vòng 1-2 ngày nó lên 5-7%, mình cũng không có bán ra. Ngày thứ 6 đó Intel nó lên đến 11%, mình cũng không có bán ra. Tại vì cái kế hoạch của mình là mua và giữ những cái stock này cho long term. Rất nhiều người nói thời điểm này chỉ là cái bear market, có nghĩa là nó sẽ đi xuống lại và xuống mạnh hơn cái đáy vừa rồi. Cho nên không phải là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên luôn từ đây, mà sẽ vẫn còn rất nhiều sóng gió. Mỗi lần Federal Reserve họp và nói đến cái chuyện tăng interest rate thì cái market lại nhảy tưng tưng. Mỗi lần mà chúng ta nhận được cái báo cáo của inflation, lạm phát hàng tháng thì cái market lại nhảy tưng tưng nữa. Cho nên là không phải mình mua những cái stock này để lấy lời 5-7%, 10% trong vòng một vài ngày hoặc một vài tuần, mà mình sẽ vẫn tiếp tục gom mua thêm những cái stock này nếu mà mức giá của nó vẫn còn hấp dẫn đối với mình. Cho nên nếu những bạn nào đang có cái ý định mua những cái stock này để mà kiếm lời trong vòng một vài ngày, một vài tháng thì các bạn nên xem xét lại điều này một chút xíu. Tại vì có thể khi mà các bạn bỏ vào 50.000, 100.000 nhúng vào một cái stock đó và hy vọng nó lên 5%, 10% và bán rút ra, có thể sẽ các bạn sẽ bị cái market đánh sập mà. Cho nên vào thời điểm này nếu mà các bạn quyết định mua một cái stock để mà giữ long term lâu dài sau này, ăn tiền dividend hoặc là build một cái portfolio lên, thì điều này là một điều rất là tốt. Nhưng nếu mà các bạn muốn mua cái stock đó và hy vọng cái stock đó lên 5-7% trong vòng một vài ngày để mà bán kiếm lời, thì cái rủi ro mà các bạn đang nắm bắt rất rất là lớn. Mình nghĩ là vào thời điểm này có thể là chúng ta đã đi gần đến cái điểm kết thúc của cái bear market rồi. Có thể, nhưng mà không chắc chắn. Một vài ngày trước thì mình cũng nghe thêm một cái vấn đề nữa, đó chính là gas và diesel, đặc biệt là diesel. Và cái thống kê cho thấy là chúng ta sẽ bị hết dầu, nên mọi người hết dầu trong vòng khoảng vài tuần nữa. Tới Thanksgiving này thì chúng ta sẽ không còn đủ dầu để mà chạy tới nước Mỹ này nữa. Rất là quan trọng nha mọi người. Chúng ta không chỉ là dùng dầu để cho xe cộ chạy, mà một cái vấn đề quan trọng nhất đó chính là những cái máy móc, công cụ, những cái dụng cụ để mà làm farm, những cái công xưởng, người ta toàn là dùng dầu mọi người, diesel. Chúng ta không cần nói đến xe của mình đang chạy, cái xe truck của mình cũng dùng dầu, nhưng mà mình không có cần, không có quan tâm đi. Cái xe truck của mình chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà những cái máy móc, công cụ, những cái chiếc xe để mà làm farm, không có dầu, không thể sản xuất được. Và đặc biệt nha mọi người, những chiếc xe 18 bánh toàn chạy bằng dầu, đa số nó chạy bằng dầu. Không có những cái xe đó thì chúng ta không có cái phương tiện để mà vận chuyển những cái hàng hóa, vật phẩm thiết yếu đến những cái chợ cho chúng ta. Rất là kinh khủng. Mình hy vọng là điều này không xảy ra. Nhưng mà thực sự nếu mà nó xảy ra thì nó sẽ còn tồi tệ hơn như thế này rất là nhiều lần. Chúng ta có thể thấy là cái market bị crash luôn, chứ không phải là lưng chừng như là bữa này đâu mọi người. Cho nên là mọi người phải hết sức cẩn thận vào thời điểm này. Không nên thấy là thời gian qua market nó lên ngon, nhảy vào bục ăn 5-10% rồi nhảy ra thôi. Không có dễ dàng như vậy đâu mọi người. Nếu mà các bạn mua để mà giữ cho long term thì mình nghĩ là chúng ta không cần phải lo lắng. Nhưng mà nếu các bạn muốn kiếm tiền nhanh thì các bạn phải hết sức cẩn thận. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.